Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đã trở lại với Phê Chuyện. Mình là Samurais và hành trình của những đêm đen tối đang đến đoạn gay cấn nhất. Vừa rồi chúng mình đã mang đến cho các bạn những Batman đầu tiên của đa vũ trụ tối, gồm Tử Thần Đỏ Red Death, Cỗ Máy Giết Người Murder Machine, Chiến Thần Merciless, Nhân Tung Diệt Nhật Quang Dawnbreaker. Và chắc là đến bây giờ các bạn cũng rất tò mò về Batman còn lại đúng không? Tiếp tục những câu chuyện riêng về các Batman, hôm nay chúng mình sẽ mang lại cho các bạn thành viên nữ duy nhất của team là Hắc Hải Vương The Drowned. Trong clip này, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi phiên bản nữ duy nhất của Batman là ai? Kẻ có được sức mạnh của người Atlantis là người như thế nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Lega! Thế giới mà ta từng biết đã chìm trong bóng tối mãi mãi, cũng như tình yêu của đời ta. Nhưng Sylvester đã chết rất lâu trước khi thế giới này sụp đổ. Ta đã chiến đấu một cách ngoan cường và giữ thế giới của ta trên mặt đất sau khi Đức Lang Quân Sylvester đã qua đời. Nhưng thực sự nó không thể cứu vãn được nữa rồi. Đã đến lúc phải từ bỏ thôi, để học cách chấp nhận và hướng về phía ánh sáng. Cái thứ ánh sáng chết tiệt trên mặt đất, nỗi ám ảnh vì việc bảo vệ thế giới này đã chiếm lấy tâm trí ta. Cuối cùng nó cũng chỉ giống như bước đi trên mặt nước trong cái lạnh tê tái khi người đã mệt mỏi. Tốt hơn hết là chìm vào trong nó. Câu chuyện bắt đầu với lời tự sự của The Drowned về quá khứ của mình. Lúc này Drowned đang từ dưới biển lên mặt đất. Chưa ai biết mục đích của ả trên mặt đất sẽ là gì. Bỗng dưng một tiếng hét vang lên. Roar! Drowned đột nhiên vận nội công khạc ra một làn bão nước từ miệng. Thế là nước mạnh mẽ cuồn cuộn như cơn sóng thần cuốn phăng mọi thứ trước mặt ả. Đánh chìm tất cả. Ánh sáng làm đau mắt ta. Ta không quen với điều đó. Ta ghét ánh sáng. Đó là lý do để đổ lỗi cho mọi thứ. Ta từng nghĩ rằng Sylvester đã bước đi ở thế giới ánh sáng kia. Ngủ ngốc, ngây thơ. Tình yêu của ta chẳng phải ở đây, mà cũng chẳng phải ở nơi tốt đẹp gì hơn. Kẻ có nụ cười man rợ nói với ta rằng thành phố này được gọi là Vịnh Amnesty. Amnesty, cơ hội để làm lại. Cơ hội để thanh tẩy tất cả và bắt đầu lại. Thế giới của ta chưa bao giờ là nơi tốt đẹp cả. Nó tàn bạo và biến chất. Cả cuộc đời của ta, ta chiến đấu để làm nó tốt đẹp hơn. Ngay cả khi những tên cường giả nổi loạn và cướp mất Sylvester Kyle từ ta, ta đã nghĩ rằng ta có thể đạt được mục đích ấy. Nhưng mà ta đã lãng phí thời gian, bởi vì thế giới của ta không bao giờ có thể gột rửa được. Ta biết bây giờ thế giới của ta đã trở nên thấp kém, tàn lụi và tàn vỡ. Một trong các thế giới bị nguyên rủa sẽ bị bục nát và sụp đổ. The Drowned vừa xuất trưởng vừa tự sự về những suy nghĩ của ả. Luồng trường lực ao ạt tuôn ra liên miên bất tận như trường giang đại hải. Chỉ tại ánh sáng soi sáng lại nơi đây. Bảo sao ta không thể nào cứu được nó mặc cho những hy sinh của ta. Ánh sáng tồn tại ở những nơi yên bình và ấm áp. Ở đây cuộc sống đang rất tốt đẹp. Cùng với những sự phát triển này là sự đánh đổi từ những thế giới thấp kém hơn như thế giới của ta vậy. Chúng ta mục rữa và sụp đổ để nó có thể sống. Chúng ta đau khổ để nó có thể sinh sôi. The Drowned tăng thêm nội lực và trường pháp của mình khiến nó mạnh mẽ hơn. Không còn nữa đâu, gọi ta là hải tặc, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo. Những kẻ bị tước đi quyền lợi để đi tìm lại quyền lợi của mình. Sự cướp bóc của cải, thiết lập lại sự cân bằng. Cứ gọi ta là bất cứ thứ gì mà người muốn. Và boom, cơn sóng thần do Drowned tạo ra tăng sức mạnh lên cực đại và phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Nơi này, thứ ánh sáng này, vịnh Amnesty, thế giới này, những gì ta sở hữu. Ta tên là Bruce Wayne. Và ở đây ta chiếm đoạt chúng. Sự trả đũa đầy đủ và dĩ nhiên sẽ có sự chống trả. The Drowned đang đi dưới biển. Ả vẫn đang tiếp tục tự sự và chìm đắm trong những suy nghĩ về lý tưởng của ả. The Drowned đã từng là một anh hùng. Ả chiến đấu cho lẽ phải. Nhưng ả đã bị lấy đi tất cả. Sự hận thù và sự bất lực đã che mắt mình, trở nên một cái biến chất đầy hận thù. Và cuối cùng ả đã bị thay đổi. Ta không biết ngươi là ai. Drowned đang đắm chìm những dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của The Drowned. Phải chăng một ai đó đã thấy hành động phá hủy của The Drowned và đã hiện diện? Boom! Anh hùng của chúng ta đã xuất hiện rồi. Ai vào đây nữa? Ở dưới đại dương này chỉ có Hải Vương Arthur Curry the Aquaman. Aquaman đang đứng trước The Drowned, giương cây đinh ba thần thánh của mình lên để đe dọa mũ. Bên cạnh ngài lúc này là phu nhân Mera cũng đang vận thủy nội công sẵn sàng chiến đấu với The Drowned sau hành động phá hoại của ả. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Aquaman vừa hét lên vừa vung cây đinh ba tấn công The Drowned. Ta với hắn là ai? Một Aquaman. Giới tính đã bị đổi ngược ở đây. Não The Drowned nhảy số cực nhanh về đối thủ đang đứng trước mặt mình hiện tại. Nhưng mà hắn ta thật yếu đuối và chậm chạp. Keng! Cây đinh ma đổ xuống. Nhưng với thân pháp cực kỳ nhanh của The Drowned đã né được một cách cực kỳ đơn giản. Và đồng thời cũng bồi thêm một cú phản đòn cực mạnh vào Aquaman. Và boom! Một cú đánh trời giáng với năm thành công lực của The Drowned được khai triển làm Aquaman bật bay ra xa và va vào vách đá đối diện. Arthur!
Một tiếng hét vang vọng phía sau và đó là tiếng hét của phu nhân Mera. The Drown quay lại, ả này đang dùng thủy công, vô dụng thôi. The Drown vừa dứt lời thì Mera kêu lên, dòng nước không tuân lệnh thiếp. Và boom, The Drown dùng thủy công điều khiển dòng nước lại và hét, biển của ta là luật của ta. Ả vừa dứt lời, dòng nước đánh ngược trở lại vào Mera và Mera bị bắn tung ra. Hắn quay trở lại, hắn cũng chịu lùi bước. The Drown quay ra đằng sau và thấy Aquaman đang từ phía sau áp sát mình. Tốt thôi, ta đã hóa vàng nhiều tên Atlantis trước đây rồi. Nhưng trước khi câu chuyện tiếp tục, chúng ta hãy cùng quay trở lại để xem điều gì đã xảy ra với Bruce Wayne trước đây ở vũ trụ tối nhá. Một thời gian trước đây, tại trái đất âm 11 thuộc vũ trụ tối, kể từ khi chúng xuất hiện ở thế giới của chúng ta nhiều năm trước, đó là khoảng 18 tháng sau khi ta đã hóa vàng tên cường giả cuối cùng để trả thù cho Đức Lang Quân của ta. Ta đã nghĩ cuối cùng thì ta đã có thể giúp cho thế giới này trở nên an toàn. Nhưng không, chúng đặt chân lên đây, được cầm đầu bởi thủ lĩnh của chúng, nữ hoàng Aquawoman, đến từ vùng đất bí ẩn nằm sâu dưới đáy biển sau nhiều năm tự đầy ải. Chúng tự nhận mình đến trong hòa bình. Nhưng ta biết rõ hơn cả, thêm bọn cường giả muốn chiến tranh, cả những mối nguy đang đe dọa đến những gì ta yêu quý. Ta có thể cảm nhận được điều đó. Lúc này, Bruce Wayne đang đứng trước màn hình trong trụ sở của mình, và chúng ta được thấy hình ảnh của đoàn quân thiên binh vạn mã của Atlantis do nữ hoàng Aquawoman cầm đầu. Ta không tin tưởng bất cứ ai, nhưng ta tin tưởng vào trực giác của mình, giống như ta tin vào khả năng bảo vệ những người vô tội của mình vậy. Dứt lời, Bryce đội chiếc mũ rơi lên đầu. Ta không tin vào nỗ lực thỏa hiệp hòa bình của dân Atlantis, và dĩ nhiên là hiệp ước hòa bình sụp đổ trong cuộc tắm máu. Vậy là chiến tranh đã nổ ra giữa quân đoàn của Bryce và quân đoàn của Atlantis. Một cuộc chiến thảm khốc, dưới biển sâu là máu và thịt của những người trên mặt đất và người Atlantis. Lúc này, cuộc đấu tay đôi giữa Bryce và Aquawoman, hai đả nữ đang có một cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt. Aquawoman lao lên, đâm một đường giáo cực kỳ căn bản. View! Bryce xác định được đường đánh và lấy tay nắm lấy mũi đinh ba chặn đòn, không quên bồi vào mặt của Aquawoman một cú. Aquawoman bị dính quyền từ Bryce xây sầm mặt mày. Trực giác của ta đã đúng, Atlantis là một lũ man dợ, những kẻ xâm lăng dối trá, bản chất của chúng là như vậy. Vì vậy, ta sẽ trả lại cho chúng sự man dợ. Dứt lời, Bryce dùng cây đinh ba của chính Aquawoman sau khi đoạt được đâm thẳng xuyên con người của ả. Cây đinh ba đâm xuyên người Aquawoman, máu tuôn ra xối xả hòa vào cùng dòng nước. Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng trong cuộc chiến đấu tay đôi thuộc về Bryce. Aquawoman đã chết. Tuy nhiên, sau cái chết của Aquawoman, người dân Atlantis tức giận và trở nên điên cuồng. Họ nhấn chìm mặt đất và thành phố Gotham trong sự phẫn nộ của biển. Ta hy vọng chúng có thể cảm nhận được thông điệp, nhưng chúng đã không. Sự trả thù của chúng đã nhấn chìm Gotham. Những tưởng sau khi Bryce đã hóa vàng Aquawoman thì Atlantis sẽ ngưng cuộc xâm chiếm của mình, nhưng không, mọi thứ đã phản tác dụng. Mọi sự đã thất bại, cái giá phải trả cho cuộc chiến tàn khốc. Sự hy sinh đã phải trả giá, cần phải thức thời trong cuộc chiến thì mới có thể sinh tồn được. Ta đã tự làm giải phẫu để có thể giống được như chúng, để ta có thể thở và chiến đấu được dưới nước giống như chúng, để có thể chống lại chúng. Ta đã kết hợp ADN của hai dòng máu để có thể thừa hưởng được khả năng hồi phục và thủy công giống như chúng, mà ta tự tạo ra một đoàn quân của riêng mình. Ta gọi chúng là sát thủy quân, The Dead Water. Ta làm thế để chúng ta có thể giành được chiến thắng. Với nguy cơ bị thua cuộc trước sức mạnh của đoàn quân Atlantis và trước nguy cơ Gotham bị nhấn chìm bởi thủy lực của Atlantis, Bryce đã quyết định sẽ nâng cấp bản thân lên để trở nên mạnh mẽ hơn và giúp Gotham tránh một đại họa đẫm máu. Và tất cả phải cảm tạ ta, ta đã chiến thắng. Cái giá phải trả cho một cuộc chiến trong môi trường hoàn toàn mới cho những kẻ chiến thắng, một thế giới đã bị nhấn chìm. Cuối cùng, với sự tiến hóa thì Bryce và sát thủy quân Dead Water đã chiến thắng cho cuộc chiến này. Vì vậy, ta đã đặt một biểu tượng soi sáng trong bóng đêm sâu thẳm, ánh sáng của biểu tượng hy vọng và chiến thắng. Sau chiến thắng, Bryce định hình lại thế giới của ả. Lúc này, Gotham đã bị nhấn chìm và tất cả những con người phải thích ứng với cuộc sống mới, một cuộc sống giống với Atlantis trước đó. Bryce làm chủ thế giới của cả loài người và Atlantis. Ả đã là bá chủ thế giới này. Và một đêm, đèn hiệu bị tắt. Ta đến để sửa chúng và một kẻ đứng đó chờ ta. Một kẻ có nụ cười man dợ. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã xuất hiện. Đó chính là Batman Kulaps và lúc này đang đi giác ngộ cách mạng cho những người thuộc giai cấp của hắn. Khi Bryce đến nơi, một giọng nói lạ mà quen đã cất lên. Mụ không tin bất cứ cái gì đúng không, Bryce? Mụ không tin tất cả và thế giới này đã bị phá hủy bởi vì nó. Batman Kulaps ngồi đó và hỏi Bryce. Bryce bị bắn trúng tim đen. Hắn ta nói đúng, ta chưa bao giờ tin vào bất cứ thứ gì. Hoặc, nhưng ta đã tin hắn. Có gì đó trong giọng của hắn, nó đồng cảm với ta và làm ta thấy tin tưởng.
Bryce đang chìm trong dòng tự sự thì Batman Kulas tiếp lời: "Nhưng thực sự thì đó không phải là lỗi của mụ. Tất cả là do ánh sáng mụ thấy đấy. Ánh sáng ở đằng ấy." Batman cười, chỉ tay và hét lên. Bùm, một loạt những kẻ dị hình xuất hiện từ đằng sau của chính ủy Batman Kulas. Và đó chính là những đồng chí trong cuộc cách mạng của hắn, bao gồm kẻ hủy diệt The Devastator, kẻ phá vỡ bình minh Dawnbreaker, chiến thần Merciless, cỗ máy tử thần Murder Machine. Và các Batman trong đa vũ trụ tối đã tụ họp đầy đủ. Và gã đã cho ta thấy một thế giới thấp kém là thế nào, một thế giới âm đến từ đa vũ trụ tối và chịu khổ đau khi ánh sáng chiếm lấy thế giới con người. Thế giới này, con người này phải trả giá để thế giới bên trên kia được phát triển. Hắn đã cho ta thấy những kẻ như ta, những kẻ bị ruồng bỏ, tiếng vang vọng của những kẻ đã thống trị tất cả. Và hắn cười. Có lẽ đến lúc này thì những lý luận chính trị và những tư tưởng cách mạng chính nghĩa đã làm cho The Drown giác ngộ dần về lý tưởng của mình. Mụ nhìn thấy ánh sáng trên kia không? Ngay trên kia kìa, nó đang chế giễu chúng ta. Trên kia đang là đa vũ trụ đầy ánh sáng và sự phát triển. Đó là lý do chúng ta phải đau khổ và không thứ gì tốt đẹp xảy ra ở đây cả. Thế giới đó là thế giới hoàn hảo trong giấc mơ của mụ. Mụ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Batman Kulas chỉ ngón tay lên trời và nói: Nghĩ đến việc nhấn chìm nó đi. Cả tích cực lẫn tiêu cực. Đừng trở thành nạn nhân của sự nhấn chìm. Đừng chạm đáy của chúng. Hãy hành động. Hãy nhấn chìm ánh sáng và trở thành kẻ nhấn chìm tất cả. Và đến đây, The Drown đã lắng nghe, trở nên đầy quyết tâm. Ả đã giác ngộ và đã thay đổi. Giờ đây, mặt trời chân lý của lãnh tụ Barbados đã soi dõi con tim của Ả. Ả trở thành một con người cách mạng chân chính. Cùng quay trở lại với trái đất không? Trái đất của chúng ta, sự kiện Dark Knight Metal đang diễn ra và chúng ta hãy quay trở lại cuộc chiến giữa Hải Vương Aquaman cùng phu nhân Mera chống lại The Drown. Cuộc chiến đang diễn ra rất khốc liệt. Arthur, Ả là thứ gì vậy? Làm sao chúng ta có thể ngăn được Ả đây? Mera hét lên trong lúc cuộc chiến đang đẩy lên cao trào. Aquaman và Mera lúc này đang bị yếu thế trước chưởng lực đầy uy mãnh của The Drown. Cẩn thận, thế tử! Arthur hét lên đáp lời của Mera. Lúc này, The Drown lại sử dụng tuyệt kỹ của mình, một thứ năng lực mà trước giờ Aquaman hay là Mera chưa bao giờ được nhìn thấy. The Drown phun ra từ miệng một thứ nước chết, trong đó toàn là những thứ tà môn hắc ám. Nước của ta, luật của ta, ta mở một cánh cổng đưa toàn bộ đoàn quân của ta vào chiến đấu. Ôi thần linh ơi, đó là Deadwater, Arthur, đây là quân đoàn sát thủy. Mera hét lên một cách kinh hãi. Chạy mau đi Mera, chạy mau đi, báo với Liên minh công lý tới đây, ngay. Arthur hét lên đáp lời và boom. Drown bay tới tóm cổ Mera một tay, người sẽ không đi đâu cả. Mera bị những ngón tay như gọng kìm của The Drown nắm lấy, nàng bị áp chế hoàn toàn và không thể làm gì hết. Mera! Arthur chứng kiến và hét lên. Đại dương thay đổi tất cả, ngươi không thể chống lại chúng, hợp thể với sát thủy Deadwater nào. Tự nhiên, cơ thể của Mera dần dần biến đổi, da của nàng từ từ chuyển màu sang một màu trắng bệch. Mắt của nàng dần dần chuyển màu từ mắt thường thành đôi mắt của người chết. Và cuối cùng, nàng từ một chiến binh của Atlantis trở thành một chiến binh chết, một tay sai của The Drown. The Drown đã dùng cấm thuật để biến đổi Mera thành quân của mình. Mera lao đến tấn công Aquaman. Mera, người đã làm gì nàng ta? Aquaman kinh hãi, hét lên một cách ngạc nhiên và đầy tuyệt vọng. Hắn gào lên một cách đầy tuyệt vọng. Ta biết điều này, ta cảm nhận được khi mà chúng ta đã mất đi người mình yêu. Hắn sẽ sớm chết thôi, nỗi đau sẽ kết thúc. The Drown cảm thán, đang trong cơn binh chiến thì đột nhiên một thứ ánh sáng lạ xuất hiện. Thứ này là gì vậy? Ma thuật ư? Một biểu tượng nào đó ta không thể nhận ra. Có kẻ nào đó đang can thiệp. The Drown ngạc nhiên với những gì đang xuất hiện. Boom! Chiếc chìa khóa của Dr. Fate xuất hiện và đã cứu Aquaman. Hắn đã cướp Aquaman ra khỏi ta. Hắn đã qua mặt cái chết mà ta đã định đoạt cho gã. Ta không biết hắn đã đưa Aquaman đi đâu. Ta tự an ủi mình rằng hắn còn sống. Và dù hắn còn đâu chăng nữa, hắn sẽ vẫn phải chịu đựng những nỗi đau đó cho tới khi ta gặp lại hắn. Aquaman biến mất ngay trước mắt Drown. Và Ả đã rất tiếc vì không đạt được mục đích của mình. Amnesty của ta đã bắt đầu từ đây. Ta khởi động đèn tín hiệu của mình, ánh sáng của ta, để cho tất cả thế giới biết rằng ta sẽ nhấn chìm mọi thứ, cả thế giới này. Tin ta đi. Lúc này The Drown đang đứng trên đỉnh, phát tín hiệu đèn của mình và tự sự. Ký hiệu hình rơi của Ả phát lên bầu trời và bóng đen bao trùm toàn bộ khung cảnh của trái đất không. Nó đen tối như tương lai của nơi đây vậy. Sự quyết tâm và dã tâm của Ả đã đi đến cực đại. Và đó là câu chuyện về Batwoman duy nhất của chúng ta. Liệu rằng âm mưu của The Drown và đồng đội sẽ thực hiện bằng cách nào? Dã tâm của chúng sẽ có thành hiện thực hay không? Các bạn hãy đón xem nhé. Nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Chuyện, đừng quên bấm like và subscribe cho chúng mình. Và đừng quên nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ kiếp nào chúng mình tung ra trong tương lai. Mình là Samurai và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!